Bây giờ bà muốn nói gì thì nói đi. Hồi nãy tôi có góp ý về chuyện tổ chức đám cưới. Những khoản nào không cần thiết thì cứ cắt bỏ, miễn là vẫn đầy đủ lễ nghi, trang trọng là được. Chứ tính sơ sơ đã hơn 1 tỷ rồi con. Dì biết hiện tại con không có đủ số tiền như vậy. Đừng có vì sĩ diện nhất thời rồi lại đi vay mượn. Nè, mẹ con tôi lo được, bà không cần phải bận tâm ha. Nhà người ta giàu có như vậy mà bây giờ tánh con Tú á, thì làm sao mà nó chịu cách đơn giản như vậy được. Chẳng lẽ bây giờ để ông Quý ông lo hết à? Rồi tự nhiên bên đó người ta nghĩ là thằng Kiệt nó lợi dụng rồi sao? Nè, con á nha, con nghĩ lâu dài, chứ bây giờ đừng có nghe theo lời của bà. Cái gì lâu dài mà bà nói? Chính là bỏ con tép bắt con tôm. Bà muốn thằng Kiệt sau này có cả gia sản của nhà vợ chứ gì? Ừ, thì có sao đâu. Kiệt, từ nhỏ dì đã nói với con, tài sản là phải do tự công sức mình làm ra. Đừng bao giờ dựa dẫm hoặc lợi dụng người khác. Tham thì thâm, con không nhớ hả? Thì sau này về, tôi cũng góp công góp sức để phát triển công ty nhà vợ, chứ có phải ngồi không hưởng đâu. Nhưng tại sao con không tự mình cố gắng rồi lập công ty riêng? Vì cái gia sản có sẵn đó mà con không dám làm mất lòng con Tú. Cái gì con cũng nghe theo lời của nó. Ngay cả việc ở rể con không muốn, nhưng mà con vẫn phải nhờ dì nói giúp. Kiệt à, dì không muốn thấy con vì lòng tham mà đánh mất chính mình, trở thành một người hèn nhát như vậy. Chuyện của tôi á, không cần bà lo đâu. Tốt nhất á, là con đừng có nghe cái loại người này làm gì hết á. Bả lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn các con đi theo ý của bả hết á. Nè, bà tự coi lại bản thân của bà đi. Bà đi gần hết đời người rồi mà chẳng được cái gì, chỉ có một cái quán phở nhỏ xíu thôi à. Bà lấy tư cách gì mà bà dạy nó hả? Cũng hên á, hên là tôi về kịp. Nếu không á, để tụi nó cứ đi theo bà như vậy, rồi sau này á, cũng chỉ là những đứa làm công tầm thường cho người ta, không tiền bạc, không địa vị. Dì không có ý áp đặt gì con hết. Dì chỉ muốn con suy nghĩ đúng đắn rồi tự mình vươn lên. Tôi lớn rồi, không phải con nít. Tôi tự biết mình phải làm gì mà. Nè, tụi nó là con tôi chứ không phải là con của bà. Bà nên nhớ rõ điều đó nghe chưa? Tôi đã nói, con bà thì mãi mãi vẫn là con bà. Đương nhiên. Tôi chỉ muốn tụi nó được tốt thôi. Bà nên thấy hậu quả của quán phở bà thấm mà bà rút kinh nghiệm đi. Cái gì vậy? Chiêu trò gian dối của bà không bao giờ có kết quả tốt đâu. Bà nói cái gì vậy hả? Nè, quán con thấm liên quan gì tới tôi hả? Chính bà Thấm khi bực tức nói với con Phương là bà bày cho bà Thấm làm bản hiệu nhái. Dù con Phương nó không tin, nó cho rằng bà Thấm vu oan cho bà, nhưng tôi biết bà Thấm bà nói thiệt. Bà tính lợi dụng bà Thấm để hại quán phở của tôi, đúng không? Nè, bà đó nha, bà đừng có vu khống cho tôi như vậy nha. Tôi đã nói là tôi không có liên quan gì hết mà. Nè, nếu như bà còn bày trò gây mâu thuẫn với mẹ con tôi nha, tôi sẽ không tha cho bà đâu. Đi về con.